khai à? Không khai à? Hả? Sao bà không chết luôn đi? Bà sống nhảy tới hầu làm cái gì? Bà chết sớm đi, sống dài thế. Chết đi cho con cháu nó được nhờ. Phiêu thì mới cho bà ăn chứ, như thế đỡ lãng phí. Đằng nào cho chết. Dạ rồi, ăn đi cho đỡ lãng phí. Đằng nào cũng sắp chết rồi mà. Bây giờ giả cả rồi, ăn thế này thôi cho đỡ lãng phí. Cái bà già mắc dịch này, ăn rồi ỉ ra đấy không dọn đi ai hầu. Cứ làm khổ con khổ cháu thôi. Này, bà chết sớm đi, sống dài thế. Chết đi cho con cháu nó được nhờ. Tôi chịu bà hết nổi rồi. Xong rồi dọn đi nhá. Đứng đây làm gì? Ra đây. Ăn đi con. Con, mang cho bà ăn đi. Mẹ, mẹ, con này có mùi thiêu rồi mẹ. Mồm bé, thiêu thì mới cho bà ăn chứ. Như thế đỡ lãng phí, đằng nào cho chết. Nhanh con. Dạ rồi, ăn đi cho đỡ lãng phí. Đằng nào cũng sắp chết rồi mà. Thối đấy hả mẹ? Kệ bà đi, ăn đi con. Này, ăn nhiều học giỏi mẹ thương nhá. Vâng ạ. Ừ. Ăn đi. À, bố, bố gọi. Alo chồng à, chồng đã ăn gì chưa? Vâng, cả nhà đã ăn cơm chồng ạ. Hôm nay vợ cho cả nhà ăn cơm ngon lắm, chồng không phải lo. Mẹ à chồng, mẹ ăn rất khỏe, ngủ rất khỏe, chồng cứ yên tâm, nói chung là rất khỏe nhá. Chồng cứ yên tâm mà kiếm tiền đi, không phải lo gì cả, vợ lo hết rồi. Vâng, thế chào chồng nhá, chồng không phải lo gì đâu. Vâng. Ăn đi con. Bà ăn đi, nhìn cái gì mà nhìn? Cố mà ăn cho hết đi, không lãng phí. Ăn đi con. Vâng ạ. Ừ. Nhanh lên con ơi, muộn giờ rồi. Mẹ chờ con chút, con lấy cơm cho bà đã. Dạ rồi, ăn đi cho đỡ lãng phí, đằng nào cũng sắp chết rồi mà. Thank you.
nhà hàng gì hả mẹ? Hôm nay mẹ cho con trai mẹ ăn buffet nhá. Thích món gì cứ tự chọn, thích không? Thích ạ, chị ạ. Đi, đi nào. Giấy tờ nhà để đâu hết rồi? Ngày xưa mà giấu tiền tiết kiệm bố tôi nhiều lắm rồi, bây giờ đâu hết rồi? Để đâu? Không khai à? Để đâu rồi? Để đâu? Nói ra! Nhanh lên! Thế có phải là ngoan không? Cứ để phải điên lên. Này, bà già khốn nạn kìa. Bà thấy thối không? Hả? Thối không? Cả nhà tôi bây giờ đang thối um lên cái đống bài này. Bà bắt tôi dọn à? Hay sao? Hả? Sao bà không chết luôn đi? Bà sống để tôi hầu làm cái gì? Lần sau bà còn như này nữa ấy, đừng trách tôi đấy nhá. Dọn đi. Này, bà chết sớm đi. Sống dài thế, chết đi cho con cháu nó được nhờ. Tôi chịu bà hết nổi rồi. Bà già ơi, ở đâu rồi? Ra đâu đâu. Ngồi xuống ăn cơm đi. Ngồi xuống. Cơm của bà đấy, ăn đi. Bây giờ già cả rồi, miệng lưỡi bây giờ làm gì thưởng thức được vị ngon nữa. Ăn thế này thôi cho đỡ lãng phí nhá. Thật ra ấy, nuôi con chó còn ít hơn bà đấy. Ăn đi. Sao thế? Ăn. Nhìn bà bây giờ ấy, giống bà nội tôi ngày trước quá. Alo, em đi đâu thế à? Buffet á? Ui giời, quá đơn giản luôn. May cho em là anh chưa kịp ăn miếng nào ở nhà đấy. Ừ, anh đến ngay nhá. Ừ. Bây giờ lệnh của em là lệnh vua mà lị. Ô này, bà nôn đấy à? Hả? Cố mà ăn đi nhá. Bây giờ tôi phải đi ra ngoài. Cơm trên bàn, tôi cấm bà động vào nghe chưa? Động vào thì bà biết thế nào rồi đấy nhá. Ăn!
Con này có mùi thiêu rồi mẹ. Mồm bé, thiêu thì mới cho bà ăn chứ. Bà ăn đi, nhìn cái gì mà nhìn. Cố mà ăn cho hết đi, không lãng phí. Thank you.